Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube Zumba Quán sáng nay. Hãy nhấn đăng ký để theo dõi các clip thường xuyên nha. Mẹ không non lắm. Không, cái này cũng cắt đi, cái mình vô mình lặt thì mẹ cắt phải không lên. Mấy cái đó non mới được cái bông hoang tàn quá này mọi người. Hai ba cộng nhau muốn cái gì ba? Xả đặt ha. Hầm bò. Sáng nay ăn bò. Kho lạc đồ có ăn ngon á. Chưa từng ăn đâu mẹ. Thấy mà ăn cháo người ta để vô nè. Cháo má heo nè. Thế này hôm nhỏ bạn nó cho có một bụi à. Mà chồng ghét ra quá trời luôn. Con kêu qua. Nhà con không có ăn mồng tơi. Gì hả? Nguyên nhà luôn. Trời, mồng tơi ăn bổ. Coi kìa mọi người ơi, quằn quại luôn. Chút nó mấy cái bự này cô để cho kêu thằng rồi đi. Ôi, quá trời. Ôi, cái này nó bự mà còn ăn được. Ồ. Cái hàm không mà cái nhỏ nhỏ nhóc chừng. Hàm quá trời luôn rồi. Công nhận có mấy ngày. Cái hàm thiệt luôn á. Có mấy ngày đâu mà nó gì đó. Có đắt nữa chồng đậu đũa nha cô. Ôi. Đũa là đã nữa chứ đậu que. Đã quá. Nhiên rồi nè. Cô nè. Bự. Mà nghe nói cái giống đậu gồng này là cái giống tốt. Tứ quý gì đó. Bá lưỡng này còn non. Thấy ham quá à. Thấy cưng nữa. Trồng thêm một cái vàng gì đi ta ơi. Hết thì đường gấp màu đi không thấy đường quá trời thích luôn à. Hôm trước chết nè. Không hơi chết mà là nó hơi nhỏ. Trồng chúng xuống chậu đây có mấy ngày đâu mà nó to. Có trái không? Không có phát trái. Phát trái nè. Trái nó qua đợt. Đợt mà chài cao còn. Cái này. 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 Cái này
Nội người ta dì Mai cũng nói là bị sâu ăn hết trơn. Cái này là chầu bà lũng lỗ nè, vô cần cua nó ai hết rồi. Ruột đinh lăng hai số đọt không dạng ở dưới không. Thì bắt tay vào làm bò hành xả nha mọi người. Tường bò hành xả, sau khi bò rửa sạch thì mọi người bỏ tất cả các gia vị vào, thêm vào một ít xả và tỏi cho nó thơm. Sau đó là bật lò lên và chờ đợi. Trong khi đợi món xương bò hành xả chín thì mình sẽ đi xào hủ qua. Từng này là một trái đó mọi người. Và khi xào thì sẽ thêm vào một ít đường, một ít muối và một ít bột ngọt tùy theo khẩu vị của mỗi người. Và chúng ta sẽ dàn đều cái hũ qua ra. Rồi sau đó đập trứng vào. Và giữ nguyên cho tới khi trứng sánh lại. Rồi bắt đầu xào lên. Xào ọp ọp lên. Do là để dầu ăn hơi ít cho nên là mọi người thấy hơi khét một tí. Nhưng mà đổ dầu ăn nhiều quá thì cái hổ qua nó không có được phơi. Nó hơi nhỏ, không ngon đâu. Cuối cùng thêm vào một ít hành. Và sau đó rắc một ít tiêu lên nha mọi người. Khi nấu trong nồi áp suất xong á, mọi người đổ ra gỗ, xả lại nước lạnh. Rồi sau đó là đổ nước vô. Để ít đường phèn đi. Ít bột ngọt. Ít muối. Xả y như nãy ha. Cũng bỏ vài tép tỏi vô thôi. Như vậy thực đơn hôm nay gồm có cá hấp, hủ hoa xào và bò hành xả. Hẹn gặp lại mọi người ở clip sau nha.